Ngọ Môn Hoàng Cung, phường Đông Ba, thành phố Huế. Hôm nay 28 tháng 4 năm 2023, đất trời lập hạ, lòng người bình an. Gặp ngày đẹp tiết, ngay ngắn xếp hàng, uy nghiêm đội ngũ, trang trọng phân ban, làm lễ cúng tiễn, tấm kính ngưỡng cổ nhân chứng giám, lòng hằng mong âm thùy tư nguyên. Những dịp hồi nghề truyền thống Huế, nghề nhân ba miền cùng tụ hồi về đây, nhằm tổ chức lễ cúng tiễn dân cây, để góp sức cùng phát huy di sản. Các nghệ nhân tấm đồng cần cáo. Trung nghiêm, ngồi biên, tế thank you.
nhiều năm sau.